Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thì thấy đây là phần loa ngoài, loa nghe nhạc của Sony XA1 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp một lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài của Sony XA1, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn, lút cũng không, là do cái loa này nó lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thì cũng giống như tất cả các linh kiện khác trên Sony XA1, loa ngoài của Sony XA1 luôn có sẵn tại cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, phụ quý vị các bạn thay mới khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn về loa ngoài cũng như tất cả các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên Sony XA1 đều đã có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tức là quý hàng đặt hàng online từ website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển cái loa ngoài đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được loa, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Mọi thắc mắc về loa ngoài của Sony XA1, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.